Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Vlog Thập Hồng. Đó là gồm có Tôm Vlog, ông Toàn Vlog V, Duy Vlog và Su Vlog V cùng em Bảo Ly Vlog. Sau đây chúng ta sẽ từng quảng cáo từng sản phẩm một. Đầu tiên, đó là một quyển sách chuyên về rất là nhiều váy của công chúa. Tiếp theo là hình dáng. Yes, hình dáng. Tiếp theo rồi. Cái gì đấy? Tiếp theo đấy là gì? Hình nữa. Đấy là gì? Gì nói đi. Gì đừng chi gì chỉ thích cái này thôi. Tiếp đây theo. Cái này không xúc để chị em gì à, chị gì đây là phấn trang điểm và kem nền và kem chống nắng. Yes, đấy là tôm. Đây là đeo cổ. À, đeo cổ. Đeo đầu. Ôi trời. Đẹp quá. Tiếp tục. Còn đây là một cái danh ngựa Bonnie. Yes. Xinh đáng. Tiếp tục đến gì? Còn đây là bộ hình dáng Barbie. Yes. Còn đây là cái gì nhỉ? Quyển lịch. Đây là lịch. Yes, còn kia là tôm thôi. Đây là món đồ chơi siêu mới. Siêu to khổng lồ. Đâu? Vòng đây đâu? Đây là bộ màu nha. Siêu yes. To khổng lồ. Rồi. Đây là bộ Hello Team. Yes. Hello Team siêu đẹp luôn. Còn đây là cái quạt. Ok, và còn đây là bãi chiến trường. còn đây là vương miện. Đâu. Wow. Đây là tấm lưng. Đây là trang thị xinh khoáng. Khoan để đem đeo cổ cho em nào. Đâu, còn đây là tôm thôi. Đây là trang trí khoáng. Nào đeo đi. Ôi, tôm chúa quá. Đeo cổ. Đây là một cái vòng. Đây là công chúa. Đem quay sang tôm. Cơm biển nha. Đây là nước rửa tay khô Corona. Yes. Còn đây là quyển truyện ngày Win. Đứng xa ra nói đi, che hết màn hình. Đây là quyển truyện Win. Còn đây là vòng đeo tay rất đáng yêu. Đây là khoai tấm siêu to khổng lồ. Đây, còn đây là tôm thối. Đây nhân ra. Đây là tấm siêu khăn siêu lâu khổng lồ. Nào đây tôm ra vô đeo cho nào. Còn đây là quyển truyện 12 cung đường nào. Búp bê. Còn đây là tôm đâu, búp bê đâu, khoe đi. Tôm bảo, còn đây là, còn đây. Búp bê. Đúng rồi. Đồng hồ siêu cấp nhưng nó đã bị chết. Còn đây là kính bơi siêu cấp. Đây là kính bơi siêu cấp. Đây là đồng tiền năm 1909 từ sông Trường FPT chưa sinh ra. Ok, vậy là các sản phẩm của chúng ta đã hết. Xin chào tất cả mọi người đi. Bye. Tôm bye đi. Yeah.